Hello cả nhà. Mưa quá các bạn. Chiều hôm nay tự nhiên đột xuất nó lại nắng bừng lên. Đúng là mưa gió thất thường, chả biết được nào một lần. Sáng vẫn còn mưa thì bây giờ lại nắng. Em đi em kiểm tra cái vườn na thái của em. Nếu sáng mai mà không mưa thì em sẽ tiến hành em phun. Đấy, phun nấm khuẩn và một ít cái thằng răng đọt. Thì mưa suốt này thì đọt nó vẫn đi. Đấy, để kiểm tra thì bông đang nở đây. Đấy, nắng này bông nở này đẹp tuyệt vời. Đấy. Na của em thì đã đậu trái thế này rồi các bạn ơi. Đây, các bạn nhìn này. Đây, đây, chỗ này nó đậu 3 trái nữa rồi đây. Đấy, rất là rõ ràng đúng không? Này. Đây. Này là cái ấy của nó chứ không phải là bị chích đâu nhá. Tầm này giờ là hay bị chích lắm này. Phải có trộn thêm cả tí thuốc sâu vào luôn. Đây thì nó đậu nhỏ đây. Đấy. Thì có rất nhiều bác giống như mẹ em kia cũng đang hỏi là có cần phải làm cành tăm thì không. Đấy. Thì nói thật các bác là nếu mà làm thì tốt, nhưng mà bây giờ nó đang nở bông này, mình đi vào mình làm nhiều khi đấy, cọ nó gãy bông. Cái thứ hai nữa là nhiều khi nhìn không kỹ á, cái cây nó đang có bông ấy thì này, đây giống như cái này này, đấy tí nữa em vặt đi luôn này. Đấy. Nghe thôi, để cho nó đậu trái xong rồi ta tỉa sau, đúng không? Cho nó chắc ăn. Đấy. Còn ví dụ như cái này, đấy, trái đây thì ta đi tới quản lý ta sẽ kiểm tra. Ui, đấy tí nữa đi em vặt cái trái đi này. Đấy. Đấy, nó đậu lia xia rồi đây này, nó đậu mấy quả rồi trong này này. Đấy, nửa này nữa, nếu này ngoài nữa này. Đấy, nắng này nó đọt nó đứng lại thì nó sẽ đậu rất là sai. Đây thì nó đậu quả rồi đây. Ui trái này đây, đây, trái này như bị sâu hay sao à, không phải. Thì tiến hành nếu mà được ấy, thì các bác lên đi vặt đi này này. Đấy. Cho nó thoáng cái quả ra này. Mình phải để ý nhá. Nhiều khi vặt để đấy. Đây, chòm chỗ này thì nó đậu 3 quả, 4 quả này. Này. Chòm này nó đậu 3, 4 quả đây mà chúng ta không để ý là có khi lại phang đi mất. Này. Tí nữa em thò tay em vặt mấy cái này đi này. Không nhìn thấy nó là cứ thấy cái cành nhỏ nhỏ là tiến hành lấy cái tay định vặt đi luôn này. Ôi trời, chỗ này đậu 4 quả này. Đẹp không? Tuyệt vời không? Đấy. Na thái thì nó thích cái kiểu tự nhiên ấy, nên là chúng ta đừng có tác động quá nhiều. Nếu bông này nở cũng đang hoành tráng lắm đây, không biết thế nào. Đấy, hy vọng trời nó nắng lên chứ đừng mưa nữa, mưa nhiều quá. Ui, bông có cái nở rụng này. Đấy. Cái này có bị có cái nào không? Đấy, không có thì chúng ta còn có thể vặt đi được. Cho nó thoáng nữa là như chỗ này đậu nhiều trái mà để nó tốt quá là nó hay bị bỏ xít mũi chích ạ. Quản lý cái nút nhỏ vô cùng quan trọng các bạn. Này, trong cái trái dâu đẹp không? Này, đấy, trái đều hình trái dâu này, đẹp tuyệt vời không này. Đấy. Em thì em không có thụ phấn các bạn, không thụ phấn này. Thụ trái này hơi méo méo đấy. Đấy. Thì chúng ta tích cực chúng ta phun bo canxi cho nó tròn trái cho nó đẹp. Ui sự bông đẹp không? Này. Đấy, cả trái lẫn bông này. Này. Này, đậu này. Đó. Này. Quá tuyệt vời các bác nhỉ. Đấy. Nếu thế này thì ổn. Quả này quá tuyệt vời đúng không? Này. Đấy. Đây. Đấy, cái này thì có kéo để cắt cái này đi nhưng mà lại không có kéo thì thôi. Đấy, em chụp tấm hình lại để nêu làm kỷ niệm. Còn bây giờ chui vào trong này nó tốt quá các bạn, không có thời gian này. Đấy, nhiều khi thò cái tay vặt này cái cành vặt không vặt để vặt mỗi cái cành nó đang có trái rất là tiếc. Đấy, nên là khi mà đi tỉa này là chúng ta phải hết sức cẩn thận nhé, cẩn thận. Ôi giời. Đây, này đậu trái rồi đây, đây trái này đậu rồi. Thì quản lý để đừng nó bị bọ xít mũi chích hút này. Đấy, chúng ta nhìn cái đọt rất là đều đúng không? Top lại đọt này rồi. Đấy. Cái thứ hai nữa này. Vâng. Để sáng mai chắc sáng mai phun. Phun một ít thuốc sâu. Một ít MKB. Đấy. Một ít bo canxi. Này, trái đậu đẹp không? Này. Ô cái trái này như bị sâu rồi. À không phải, cái này nó đậu này. Đây nó, đây, bên dưới đậu này, mấy quả rồi này. Đấy, ta có thời gian ấy, nếu mà các bác mà có thời gian là chúng ta đi
vặt những cái chồi nhỏ nhỏ đi này, chỗ lá cho thoáng này này, đó chơ cái trái cho này này thì nó rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn, trái nó sẽ xanh đẹp, nó không bị rất là tốt, bông đang nở trắng luôn cây kìa. Đấy, cái nào của em làm rất là thấp các bạn, đây này, đây em đứng đây, đây em đứng đây, em đứng người em là ngang tầm này rồi, tầm này của cây na rồi này. Đó. Thì bao nhiêu đậu trái như thế này này thì là mình sẽ bọc được. Đấy. Thì tầm dưới này lên đây, em quay xa xa tí này, đó tầm dưới lên thì tầng này đấy khoảng cách khoảng 1 mét đi, đấy, 1 mét đến 2 mét thì khoảng đó là vừa rồi. Đấy. Những cái cành này sau này mình để nó xòe ra là qua Tết là bắt đầu mình làm trái, những cái cành này là vừa đẹp này, đây vừa đẹp luôn. Đó. Những cành trồng này sẽ cắt đi, cành trồng này, cành này sẽ cắt đi này, tỉa nó thoáng ra thì tuyệt vời luôn. Chống thân không cần phải để dày quá đâu, mà thôi nhiều khi vặt tay động vào nó rụng cái bông kia này, coi cái trái này đỡ lại rụng mất thì tiếc lắm. Lá rất là xanh dày đúng không? Đấy, em đã xù xịt MKB siêu lần xịt 1 lần rồi. Đấy, trời lại cơn mưa rồi kìa. Đấy, có khi lại chuẩn bị lại mưa, nắng được có tí lại mưa, đất ướt lắm các bạn, ẩm lắm này. Đấy. Nhiều khi muốn làm nhưng mà mưa gió này không làm được. Đây, dưới này thì nó cũng đậu trái luôn rồi đây. Đấy. Cái này đi, úi giời thôi, đấy, đây ngoài này cái nữa. Đấy. Cái này thấp quá tao vặt đi chứ. Cành thấp để tao vặt đi. Ở trong thân này thỉnh thoảng các bác để mũi trái cũng được. Cũng rất là hay nhá, ở trong thân này này. Đấy, nhiều khi đừng có vặt hết đi nhá. À, nó đậu cháy như cháy dâu này, các bạn thấy không? Đấy, đậu trong thân. Ui cái tròn này đậu quá nhiều luôn. Này, đây cái tròn này này. Tròn đậu lia xia này. Này các bạn này. Đấy, thấy không? Đây. Tròn này đậu rất là nhiều. Tuyệt vời luôn. Rồi thế các bác nhé. Em thì cũng tranh thủ lên vườn này để kiểm tra. Để mai phun thuốc. Thuốc sâu. Mai em sẽ phun răng đọt. Mưa nhiều này phun răng đọt luôn. Để chắc là sử dụng MKB cộng siêu lân đi. Đấy, cho mà ít thuốc sâu thôi để cho nó có mùi xua đuổi côn trùng, không bị chích với những trái non này, này. Thật nhẹ đây nhá, thật có mùi thôi. Này, đó. Úi giời. Đấy. Còn em thì hay sử dụng Alias, thuốc nấm Alias ấy. Đấy, thì các bác cũng lên sử dụng hoặc là có thể Zinomin. Đấy, hòa nhẹ. Chúng ta cây na thái nó không hợp với chứ là cái quá trình chúng ta sử dụng nhiều phân thuốc đâu, rất là nhẹ thôi. Đặc biệt là dưới này em không hề bón bất cứ cái gì cả, bón mới có bón có một là hơn một lạng trung bình lượng dưới gốc thôi. Cái đợt chuẩn bị nó nở bông này, chúng ta bón. Đấy. Đấy, đẹp. Cái nào mưa thì nó cũng ướt ướt thì ngại chui ở kia. Rồi thế các bác nhé, em thì làm cái video ngắn ngắn thôi. Để khoe các bác, bên này cây bên này thì nó mới ra sổ nhụy thôi. Thì sau này em sẽ quay những cái kết quả, đậu trái các thứ. Nứa này là nứa chúng ta làm trái vụ nên là thôi thì cũng phải dựa vào thời tiết rất là nhiều. Cũng rất là mong là nó sẽ thuận lợi. Thì các bác cứ đăng ký cái kênh Cuộc Sống Nông Thôn ấy. Nếu các bác làm cái cây la thái, rồi cây bơ, rồi cây nhãn. Đấy. Rồi một số cây trồng khác thì chúng ta em cũng cung cấp các giống cây trồng nhé, đặc biệt là cái cây giống la thái, rồi giống dổi, rồi cái túi bọc la thái luôn này, túi bọc này có cả túi rút và túi giấy. Đấy. Thì bác nào có nhu cầu thì alo cho em, số điện thoại 0959 07 167. Đấy. Điện cho em buổi trưa buổi tối hoặc vào thứ bảy chủ nhật thì càng tốt, chúng ta có thời gian để chúng ta trao đổi hơn. Đấy. Em biết là có rất nhiều bác làm mà nó rụng mất, rụng cái trái ấy, rụng cái bông ấy. Thì chúng ta cứ bình tĩnh. Đấy. Không phải vội đâu, không cần phải sốt sắng quá đâu. Tại vì na thái thì chúng ta làm hết nứa này lại sang nứa khác cũng đều được mà. Đấy. Ví dụ khi mà cây không đạt phát em lại cắt em làm nứa khác được, vô tư luôn. Thì nhiều bác nói là nếu mà trái bằng này này thì sẽ có bón phân gì hay không, hay phun cái gì như nào đó thì các bác cứ đăng ký cái kênh Cuộc Sống Nông Thôn để có gì đó em sẽ làm video em hướng dẫn hết. Đấy. Em trao đổi cái nào của em chứ không có dạy ai đâu nhá. Ở trước là không có dạy ai mà em chỉ làm trao đổi cái nào của em thôi. Đấy, nên là các bác cứ đăng ký kênh Cuộc Sống Nông Thôn. Có gì thì chúng ta cùng trao đổi nhé. Đấy.
Nào em trồng phải mất 2 ngày em đi dọn hết những cái cành ở bên dưới thấp thấp đấy đi cho nó thoáng cây ra. Quan trọng để cho nó đậu trái cho nó rõ trái đã. Đấy. Em có cung cấp cả cái giống na thái da vàng này này. Đấy. Rồi túi bọc. Thì bác nào có nhu cầu thì alo cho em. Rồi chào các bác nhé. Trời sắp tối rồi, em đi em thăm một lượt cái vườn của em. Xong rồi là em sẽ mai em sẽ tiến hành em phun. Hy vọng sớm nay không mưa nữa, cơn kia to quá. Để chuẩn bị mưa mất rồi. Rồi chào các bác. Rất là tốt. Đây, mưa nhiều, tốt lắm. Đang là bông rất là đẹp các bạn. Tuyệt vời. Năm nay em đã trên dưới 40 tuổi, em chưa bao giờ em thấy các cái dòng túi bọc xịn sò như hiện nay. Đầu tiên là loại túi giấy tổng hợp từ Đài Loan, phù hợp cho la thái, xoài, bưởi diễn, cho chất lượng cực kỳ thơm ngon, mẫu mã siêu đẹp. Loại thứ hai là túi rút thế hệ mới organic chất liệu từ Đài Loan, mềm mượt cho chất lượng cực kỳ tuyệt hảo. Loại thứ ba là túi cước mịn, phù hợp cho bưởi da xanh, mít thái, phòng ngừa sâu bệnh, ruồi vàng cho chất lượng không thể chê vào đâu được. Các bác gọi số điện thoại trên màn hình hoặc để lại số điện thoại ở phần comment, em sẽ gọi lại nha.